Dạ vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Tấn Hưởng Audio. Và cũng như là trước màn hình của các bác, đây là chiếc âm ly của Mazang có cái mã model là PM80, đã cập bến tại cửa hàng bê đàm Tấn Hưởng trong tình trạng là zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Và cũng như là các bác đã thấy, cửa hàng bê đàm Tấn Hưởng đã tháo sẵn cái lớp vỏ ra đây rồi và hai cái hồi gang của chiếc âm ly để cho các bác tiện quan sát về phần nội thất cũng như là cấu hình của chiếc âm ly trong buổi tối ngày hôm nay. Và âm ly Mazang có cái mã model là PM80 này. Con này thì sử dụng với là mặt phay màu vàng gold rất là đẹp, các bác kê bày trong không gian gia đình nhà mình thì rất là sang trọng lịch sự đấy. Cái màu này thì nó rất là sang các bác nhé. Và âm ly thì chạy với là mạch class A và class AB, nên là các bác nghe nhạc thì cái âm ly của mình nó càng nóng thì cái đường tiếng nhạc thì nó càng hay các bác nhé. Đấy, và công suất thì cũng rất là khỏe khi các bác ghép được rất nhiều các dòng loa như loa Nhật, loa Mỹ với những bát 30 quay đầu này. Và cái công suất ra loa khi các bác chơi với là mạch class AB với trở kháng là 4 ohm thì nó là 140W trên một kênh. Và các bác chơi với trở kháng là 6 ohm, công suất ra loa là 120W trên một kênh các bác nhé. Và công suất ra loa với trở kháng là 8 ohm là 100W trên một kênh. Và các bác chơi với là mạch class A thì công suất ra loa với là 20W trên với trở kháng là 8 ohm trên một kênh các bác nhé. Công suất thì rất là khỏe đấy. Âm ly thì các bác có thể kết hợp thêm một con vang, một con số hát karaoke gia đình nhà mình thì rất là hay. Và cũng như là trước màn hình của các bác đã thấy thì mặt mũi con này thì đẹp xuất sắc các bác nhé, gần như là không có một dấu chấm dấu phẩy gì đây. Đây là hàng cửa hàng bê đàm Tấn Hưởng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng để phục vụ đam mê cho các bác đấy. Con này thì có thể đánh được một lúc được hai cặp loa cùng một lúc các bác nhé. Khi các bác chơi với cặp loa A hoặc B đánh cầu loa đập đập thì nó có thể chơi được những cặp loa từ 4 cho đến 16 ohm. Các bác đánh cặp hai cặp loa cùng một lúc thì A cộng B thì nó là trở kháng của đôi loa thì bắt buộc phải từ 8 cho đến 16 ohm các bác nhé. Đấy. Cũng như là các bác đã thấy thì con này thì có đầy đủ tất cả các chế độ chức năng này. Phía bên phải đây thì nó là volume tổng các bác nhé. Và đây là đường input resonator đây. Đấy. CD tape 1, tape 2. Polo này. Polo là dành cho đĩa than. Đấy. Đây là speaker là 1 là 2 các bác nhé. Đấy. Đây là class A này. Khi các bác chơi chơi mạch class A, các bác ấn vào thì cái đèn class A đây nó sẽ sáng lên các bác nhé. Tone, chỉnh bass chép này, chỉnh bass này, chỉnh chép này. Đấy. Đây có 3 lăng cân loa các bác nhé. Tất cả thì có rất là đẹp này. Sắt xi thì còn rất là sáng, không có bị một chút rôm rỉ gì này. Khung sườn còn cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đây là một chiếc âm ly cửa hàng bê đàm Tấn Hưởng cũng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi này. Đấy. Hai bên trước sau như một. Phần hậu thì là gần như cũng không có một điểm trừ các bác nhé. Đấy, các chân rắc hoa sen được mạ đồng, mạ vàng rất là sáng, rất là vàng này. Gần như là chiếc âm ly gần như là chưa được sử dụng nhiều lắm cho các bác nhé. Đấy. Cầu loa là speaker 1 và 2. Đấy. Con này thì hàng nội địa của Nhật Bản nên là sử dụng với nguồn điện là 100V, công suất là tiêu thụ là 220W, hàng made in Japan này các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Và em Tấn Hưởng sẽ quay luôn cái phần nội thất cho các bác quan sát về phần nội thất của chiếc âm ly trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy. Nội thất thì gần như là như mới các bác nhé. Con này thì chạy với là 8 con sò, mỗi một bên vị công suất là 4 con các bác nhé. 4 con sò xanh này, đen này. Đấy các bác thấy không? 4 con sò xanh đen. Tất cả thì còn rất là đẹp. Còn một nguồn này và hai cái tụ lọc nguồn rất là to các bác nhé. Đây là hai cái tụ lọc nguồn rất là to đây. Đây là có một chút bụi bẩn này, cửa hàng bê đàm Tấn Hưởng chưa kịp lau chùi gì nên sóng luôn cho các bác. Đấy. Các vỉ phên mạch thì còn cực kỳ là đẹp, chưa hề có một lút chút gọi là hàn xì hay đụng chạm sử dụng tại Việt Nam các bác nhé. Đấy. Và cửa hàng bê đàm Tấn Hưởng cũng đang giao lưu bán cho các bác mức giá rất là tốt, mức giá chỉ có 4 triệu đồng thôi các bác nhé, mức giá cực kỳ là tốt.
Và cũng như là các bác nào có quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại 082 774 441, hoặc các bác có thể đến trực tiếp tại số nhà 84B ngõ 8 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để xem trực tiếp tại cửa hàng Medam Tuấn Hưởng. Và video clip ngày hôm nay thì cửa hàng Medam Tuấn Hưởng cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và lại các bác trong video tiếp theo.